giờ mình sẽ đi làm chân gà lắc cóc nha. Đây chân gà cóc không thấy, đây là cóc nhà luôn nè, tách đi đó, giờ Út nó đi tách cóc nè. Dạ quá rồi gì dạ sao. Ủa em mày sao mình không lắc cóc kia cho nó ngon, này là cốc nhà nãy mình hái đâu rồi, hái mũi cắn rồi. Bây giờ nó đi tắt cốc, tắt cốc. Bây giờ mình sẽ đi luộc chân gà, mình sẽ nặn vô một trái tắc nha, cái xuống. Rồi bỏ vô xíu muối. Rồi. Rồi bỏ chân gà vô. Một lớp bên. Rồi bây giờ mình sẽ bắt. Rồi bắt bếp lên mình luộc nha. Mọi người có gừng mọi người bỏ vô. Tại đây giờ không có gừng. Rồi bây giờ mình sẽ hấp. Bây giờ mình sẽ luộc nó khoảng 15 phút nha. Luộc nó tạt cốc nè. Trời ơi cốc có chút ít mà là già. Dạ cống má ơi. Sẽ ăn chung với mấy ổi nè. Ê mình bỏ ổi vô luôn, lắc luôn đi. Trời ơi này lắc được rồi. Ta chưa ăn. Ta chỉ biết ăn cốc thôi. Mày thử. Nó cũng như ăn cốc chứ gì. Phẩm ổi chiên nha. Món ổi chiên của ai nha. Ừ trên mạng đó nổi gần gần. Ăn ngộ, ổi chiên ăn ngộ lắm. Chua. Không có. Lạ lắm mọi người ơi. Ừ, lạ quá. Không mà kêu tao ăn lần hai tao không ăn á. Thì ghê. Vậy mà là ngon đặc sản nội tao tao ăn hết được. Mít chiên á. Ừ? Mít chiên. Chưa ăn. Chưa ăn mà thấy người ta làm. Mày làm tao ăn đi. Không rảnh em không có hảo đồ dầu mỡ. Rồi cái chung xong rồi. Giờ, giờ mình đi xe đi bức xạ. Đừng anh á, không đợi ai. Ồ má ơi trái bưởi. Ủa nó lặn dữ thế. Ủa nó lặn dữ thế. Ủa nó lặn dữ thế. Đi. Nó nặng triệu luôn. Con thỏ đây hả? Đây con của con thỏ rồi. Hello. Bà nuôi chừng gõ ngộ đời trời. Ê cây mít này không ra tá nào chưa vậy? Lấy gừng đi, lấy gừng vô làm chân gà lắc cóc. Mày làm đào gừng non của bả luôn hả? Không biết làm nào gừng giả. Ai biết? Tao đâu biết. Mất đại đi. Đây nguyên đám gừng của bà ngoại đây. Wow. Ủa bả trồng gừng vô bao vậy? Sao bả không trồng dưới, bả trồng vô bao? Ngoài xiên ghê không? Ôi, Úc lấy gừng đây. Cắt ra chứ thư nguyên cây. Cũ rồi ghê. Cây mới của ngoại. Ê, giống cái lẽ cây mới của ngoại với mày. Hả? Im đi, vô. Đi vô, đi đường này cắt xả luôn. Còn bị cái trắng tay nó đem vừa lụng. Đây có tiền kia cho sạch. Em đi lại đây có 200 bụi chính này. Đi đó thì em đi à. Tao đi này. Kiếm cái bụi chính nè mọi người. Ồ, đây là cây bưởi của bà ngoại nè. Wow. Được bụi chính chưa? Chưa chín mọi người ơi. À, giờ mình sẽ đi hái xả nha. Luồn lách qua mới đi được mọi người ơi. Đợi Út qua hái xả. Má hái xả đâu? Bụi nào? Nè kia. Cái nào gần thì mình sẽ hái cái đó. Hái dài tép đi. Tao đi đâu cũng mũi hết rồi. Không gà mẹ có dứt ốc không? Không. Hết ốc hả? Bây giờ mất mà hái. Cái vui. Về cái vui. Thấy gì?
Thôi được rồi ạ. Mày muốn ăn đâu? Mày muốn ăn gì mà mày thấy gì? Ủa cái giò tao mày. Má ơi, nó muốn ăn chân gà. Rồi vô. Mày học xong là ca có chân gà cho mày ăn. 6 giờ nó ra. Tao ngâm tới 6 giờ tao mới trộn. Hello. Hello bạn Phèn. Phèn ơi. Tao kêu Phèn đó. Ai nha con, quýnh lộn được vậy. Chơi vậy vô. Sao mẹ cũng làm hết hồn với mày. Con nó rửa kiểu làm miếng rồi mọi người. Nó má con gái lứa gì làm dâu quy ứa gì vậy. Miếng cũng định hết. Đi vô coi chân gà mọi người ơi. Đó. Này mọi người nấu khoảng 15-20 phút gì cũng được. Mọi người nấu xong mọi người chờ. À, ngâm qua đá xong mọi người có ngăn mát tụi lại mọi người để khoảng nửa một tiếng rồi mọi người hãy trộn cực kỳ giòn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đợi cho nó chín nha. Bỏ nước đá mình ngâm cốc trước nha. Để đập ra mọi người. Đá mình đã đập rồi nè. Bây giờ mình sẽ ngâm nha. Ngâm cho nó giòn nha. Xoay nè. Rồi chân gà chín mình sẽ tắt bếp nó đi. Sẽ vớt ra khỏi nước đá nha. Rồi bây giờ mình sẽ để đây mình. Tại vì mình không có tủ lạnh cho nên mình sẽ để đây mình ngâm một tiếng nha. Còn một nửa tiếng thôi, ngâm nửa tiếng. Còn mọi người mà có tủ lạnh thì để vào ngăn mát tủ lạnh một tiếng đồng hồ mọi người lấy ra nha. Đây là tắc nè, tắc đã cắt làm đôi. Gừng, xả, mình sẽ sắc khúc tí sắc hơi nhỏ nha. Rồi mình sẽ bỏ vô chân gà. Nãy không quay. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm nước sốt. Một hồi mình sẽ ghim trên màn hình cho mọi người công thức nha. Tại nhà không có cân. Kẹo. Bậy lên cái. Này trong đây là có nước mắm, tắc, đường với tương ớt nè. Một mình sẽ ghim trên màn hình cho mọi người công thức chuẩn luôn. Làm theo công thức đó là ok. Hít nát. Rồi bây giờ mình sẽ đi nấu nước sốt nè. Mình phải bắt lên cái chuẩn nước sốt trộn mới ngon. Mọi người nấu cho sôi lên là được. Mình cái mình đều ấm ấm mình sẽ trộn chân gà nha. Sốt rồi sôi rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp để cho nó ấm ấm rồi mình sẽ trộn chân gà nha. Chân gà mình đã ngâm xong rồi nè. Đó, bây giờ nó rất là giòn luôn ha. Rồi cốc mình cũng đã ngâm xong. Bây giờ mình sẽ đi trộn nó nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ chân gà vô nước sốt. Sẽ bỏ cốc vô luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ xả, tắc với gừng vô luôn. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lại. Bây giờ mình sẽ bỏ ở đây ngâm nửa tiếng cho nó thấm rồi mình ăn nha. Chân gà mình đã thấm rồi nè mọi người. Đó. Mình sẽ ăn với muối ớt nha, nặng chanh vô. Rồi mời mọi người cùng ăn với nhà hiếp nha.
để lên mình đi ngủ ba mẹ mình ăn một cái. Khiêm ổi lắm. Đi. Đi 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 con. Đâu Út? Ăn Út. Đâu phải nha. Chưa phải chấm từ từ, chấm từ từ, chấm. Chưa hết. Rồi. Chưa. Được không? Đi không theo công thức ăn được không? Được mà chưa hết. Cô ghen cũng dầm sẽ ăn thử nha mọi người. Đây cái chân gà đây mà mọi người nha. Đồ dọn ghê. Cái gì vậy? Cái gì đó khó tao quá. Ngồi bả đây. Thôi tụi mình tao nè. Nó đuổi mà. Đuổi đó. Đuổi mà đi rồi. Đây. Ăn được nó mở đổ của tài vậy đó. Ăn cũng được chứ thấy. Thôi mình phải ăn bánh cốc nè. Cái đó mà chọi cái rồi rồi. Đào. Nhắn cái hẹn nữa. Không việc mà. Tôi bị mũ của tao đây rồi đó. Đây. Ngoài. Đây 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 đây. Đây. Cái chuyện nhỏ để dẹp rồi. Để cái dẹp rồi. Chứ đá bà chứ không đá. Ông ơi, cái đồ đó nè. Ngon không ạ? Đủ mẹ bé Hồng là cái nóng bé Hồng này. Dơ cho con được hồi ta. Thịt này bé Hồng nó cũng quấn luôn rồi mà. Ừ. Mà xin đi dưới đây. Nè. Nè. Đút vô rồi đút đi. Trời ơi, trời ơi. Lên dạc rồi chơi. Rồi dép qua đây lên dạc chơi con. Dạ kia. Mà ẩm luôn dạ. Dạ. Nè ba. Đi, đi ra cảnh cho đi. Đi. Bỏ nhát ra lên luôn dạ cho. Nè mày đi đâu nữa? Đi nữa, tao nói chắc tụi đang lắm á. Nhát ngoài nữa rồi. Đang thì không có. Nè mày dạ đi ngoài, tao mở dép qua cho lên. Nhát không chị? Nhát ra giờ về cứ làm. Mày thì cái thằng ấy kìa. Kêu con cũng cái gì con cũng không nói gì mà cháu cũng mới tư. Mẹ kêu ngồi im ngồi im không? Là tối rồi nè. Kêu ngồi im ngồi im ngồi gà. Trời ơi. Cái miếng tóc này. Có miệng nè. Vậy? Có chặt miệng. Nên miệng không? Tao kiếm thì mẹ mày đưa tao nó như thế. Có ăn mẹ mắng rồi nè. Mẹ đi gớt đi chờ. Kệ chứ. Nè coi người ổng cũng bắt đầu ổng lại rớt eo cái cười. Nghĩ ăn à? Rồi ăn rồi tét rồi lên lên. Thu lại mọi người. Đi chết. Bụ xong á, nó bét cái mặt đi. Quá quậy. Nhà khỏi nhà. Ăn thích mọi người. Tao ráng cái kẹt kêu nó cho xanh mặt luôn rồi. Nó kêu mình nó lánh lo kìa. Tao ngủ mình. Mày ngủ khi nào mà giật mình thấy kẹt kêu á. Hả? Con ngủ một cái là như chết vậy á. Cho mình hết vô đó. Còn chưa hút. Ngoài rồi.
Đủ mẹ thứ đó, đưa ai đưa con nhỏ này, con cua hơn cái con bò nữa, đưa lên cho đứng nói. Nè, uống ly chai. Nè, bắt con nè. Bye bye, hẹn gặp mọi người ở clip sau. Bye bye.